cận cảnh không gian tiệc cưới lung linh như cổ tích của Lan Khuê và John Tuấn Nguyễn. Tiệc cưới của hoa khôi Lan Khuê và doanh nhân John Tuấn Nguyễn được trang trí với tông màu trắng chủ đạo. Sau lễ đính hôn bí mật vào ngày 24 tháng 9, thì hôm nay 4 tháng 10, đám cưới của Lan Khuê và doanh nhân John Tuấn Nguyễn đã được chính thức diễn ra. Hai nhân vật chính đã chọn một khách sạn 5 sao sang trọng bậc nhất Sài Thành để thực hiện buổi tiệc thân thiết, thiết đãi các quan khách. Đây cũng là nơi để diễn ra nhiều sự kiện lớn của ngành giải trí và đám cưới Trường Giang Trấn Thành cùng tổ chức tại đây. Theo đó, từ rất sớm, cô dâu và chú rể đã đến khách sạn để tổng duyệt chương trình, kiểm tra mọi thứ chu đáo nhất để giúp các quan khách có một buổi tối thật thoải mái. Ngoài ra, không gian của buổi tiệc được ekip chuẩn bị cực hoành tráng, tất cả các chi tiết đều trở nên lung linh huyền ảo. Cặp đôi đã có mặt tại tiệc cưới để đón tiếp mọi người đến chung vui. Không gian tiệc cưới đầy lộng lẫy này được trang trí bởi hàng trăm đóa hoa tươi, các khách mời chắc chắn sẽ có một nơi để chụp ảnh thỏa thích. Toàn bộ không gian bên trong đã được sáng đèn, vợ chồng Lan Khuê đã tạo nên một sân khấu cực lớn ở giữa sảnh cưới. Tên viết tắt của cặp đôi cũng được đặt ở vị trí trung tâm. Chú rể đang hứng hở chụp ảnh với hội bạn bè, người thân của hai bên gia đình cũng đã đến địa điểm cưới từ sớm. Mọi người đều tranh thủ chụp ảnh trước khi bước vào thực hiện nghi lễ. Điểm nhấn nhận được sự chú ý của người hâm mộ đó chính là những ngọn nến trắng treo lơ lửng trên cao, giống như khung cảnh từng xuất hiện trong phim Harry Potter. Được biết, để tạo nên điều này, đội ngũ trang trí đã sử dụng hơn 10.000 ngọn nến trắng. Giống Nhã Phương, Lan Khuê cũng lựa chọn hoa hồng trắng làm chủ đạo cho ngày trọng đại của mình. Sử dụng 10.000 ngọn nến trắng để trang trí chính là điểm nhấn của Lan Khuê và chồng. Để tạo nên một không gian sang trọng hiện đại như thế này, toàn bộ ekip đã làm việc liên tục trong 3 ngày 2 đêm. Đến giờ phút này, tất cả các khâu chuẩn bị đã sẵn sàng. Không gian tiệc cưới đẹp lung linh như cổ tích, ngập ánh đèn và nến tạo cảm giác sang trọng và xa hoa. Tiệc cũng được bày trí đẹp mắt. Ánh nến trải khắp lễ đường nơi cô dâu chú rể sẽ bước lên làm lễ chính thức. Lan Khuê và John Tuấn Nguyễn đã có mặt tại buổi tiệc để đón tiếp các khách mời.